Dạ, xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021, tức là ngày rằm tháng 6 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Lại Phật có hạnh phúc không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta rất vui vì đúng ngày ngày rằm chúng ta được khai đàn lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm Bồ Tát. Đây là một quyển lễ sám do chư tổ ở Việt Nam soạn. Quyển này xuất phát ở miền Bắc, như vậy là các tổ ngoài Bắc đã soạn quyển này và chúng ta thừa hưởng. Và Pháp Hòa rất là vui là vì năm rồi mình đã làm được cái ước nguyện của mình, đó là soạn lại cái quyển Ngũ Bích Danh Quan Âm hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thì tuy nhiên những cái danh hiệu vẫn giữ lại cái âm Hán để cho chúng ta lễ lại cho dễ. Nhưng mà ở phía cái mỗi danh hiệu bằng tiếng âm Hán đó thì có cái phần dịch nghĩa tiếng Việt. Ngoài ra thì các cái bài lễ tụng chúng ta dịch soạn mượn mấy cái những cái bản dịch của quý ngài để soạn lại một cái quyển nghi thức. Coi như là khá hạnh phúc khi mà cái quyển này hoàn tất đúng theo cái tâm nguyện của mình. Những khi thời gian rảnh thì Pháp Hòa muốn làm công việc này, tức là soạn lại những cái quyển nghi thức mà chúng ta thường tụng bằng hoàn toàn tiếng Việt, để cho khi chúng ta trì tụng chúng ta cảm nhận được. Quý vị thấy quý ngài dịch tiếng Việt cũng rất hay, âm Hán đã hay rồi mà khi chuyển sang tiếng Việt cũng rất hay. Thành thử ra khi mà chúng ta tụng vào mà chúng ta hiểu được cái văn bản thì tự nhiên chúng ta có sự gọi là gì? Gọi là tiếp nối, mình connect, truyền thông với Phật Bồ Tát. Thì hôm nay là buổi lễ đầu tiên. Ngày mai là ngày Chủ Nhật 25 Tây thì chúng ta vẫn buổi sáng vẫn công phu như thường. 10 giờ rưỡi chúng ta vẫn có chương trình lễ hàng tuần. Và 2 giờ rưỡi chiều mai chúng ta trở lại để lại 100 nữa, tức là 200, nhân cái dịp cuối tuần ở đây. Rồi bắt đầu từ lại thứ 300 cho đến 500 thì lại ở ngoài Tây Thiên. Vị nào siêng thì ra đó lại, còn không thì ở nhà mình online mình lại theo. Đặc biệt là ngày đúng ngày cái ngày lễ vía 19 tháng 6 đó, hình như là ngày thứ năm phải không? Thứ tư phải không? Dạ. Nếu quý vị nào có thời gian thì ra ngoài Tây Thiên. Tại vì tuần sau này thì tất cả phải dồn vào ngoài đó để dọn dẹp và chuẩn bị. Hôm nay ở trên đó cũng rất đông quý Phật tử về phủ, nhất là các vị ở Calgary lên đông lắm để phụ dọn dẹp, rồi làm rất nhiều. Các chú các Phật tử mình đây cũng ra nhưng mà chưa có trọn, thành thử ra mình còn một tuần nữa thôi. Mặc dù không đông như mọi năm, năm nay chỉ có hoàn toàn Phật tử Canada thôi, và Phật tử Canada ghi danh rất là đông, mình phải từ chối bớt, mình nhận có 100 à.
Thành thử ra nói vậy cho đỡ mắc cỡ. Đỡ út dột. Thì năm nay khóa tu mình cũng sẽ truyền online. Và quý thầy giáo thọ cũng đã hứa khả. Thì tối ngày mai sẽ có cái danh sách, cái thông báo. Chư vị giáo thọ sẽ hướng dẫn các buổi pháp thoại online cho mình. Thì ngày 7 đó, buổi tối chúng ta vẫn có chương trình thắp đèn cầu nguyện. Sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 8, xin mời tất cả đại chúng cùng ra Tây Thiên để dự lễ Vu Lan. Có thể là quý vị lâu lắm rồi không có dịp ra đó. Thì sẵn dịp mùa hè và cũng ngay cái ngày mùng 1 tháng 7, ngày 8 tháng 8 là ngay mùng 1 tháng 7, thì chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan ngoài đó. Ngày 22 tháng 8 chúng ta làm lễ hiệp kỵ ở đây, ở tại Trúc Lâm đây. Dạ, cho nên tất cả những chương trình đã được ghi chú thông báo rất là rõ ràng. Quý vị theo dõi chương trình hoặc là xuống dưới trại đường đó, có mấy cái bản thông báo đó, mình lấy cái phone mình chụp lại để mình theo dõi các chương trình khóa lễ và tu học của chùa. Thì hôm nay là buổi học kinh cuối trước khi chúng ta ngưng để đi vào khóa tu. Rồi chúng ta sẽ trở lại học kinh Đại Bi tiếp sau khóa tu. Thì chúng ta đang học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Và tối nay là kỳ thứ 10. Vừa rồi chúng ta học đến phẩm La Hầu La, tức là kể lại cái sự việc Ngài La Hầu La là người đệ tử của Đức Phật, nhưng mà đặc biệt cũng là con ruột của Ngài. Ngài La Hầu La rất là cảm xúc khi mà biết rằng Đức Phật thầy của mình ở ngoài đời thì là cha ruột của mình sắp sửa qua đời, nói theo Phật giáo là nhập Niết Bàn. Thì Ngài không có chịu đựng được cái nỗi đau này, cho nên Ngài đã trốn đi qua các cái cao cõi Phật khác để Ngài than vãn. Cũng giống mình thôi, mình buồn quá, mình không muốn thấy người thân mình ra đi trước mặt mình, thì mình lén qua nhà hàng xóm, mình đi qua nhà ai đó để mình khóc. Và khi mình khóc như vậy thì Ngài La Hầu La khóc như vậy với hai Đức Phật, một Đức Phật tên là Nang Thắng, một Đức Phật tên là Thương Chủ. Thì hai vị đều khuyên Ngài La Hầu La nên trở về, và các ngài đều dùng những cái lời hướng dẫn về vô thường để hướng dẫn cho các vị. Ngày hôm qua, hôm kia, Pháp Hòa có tiếp ba Phật tử. Thì ba vị này là gia đình với nhau. Thì có ba người thân mất cách nhau 3 tuần. Thì các vị đau lắm, tại vì mình liên tục mất người thân. Giờ khi mà các vị chịu không nổi thì một người chị mới rủ, nói thôi mình đi lên chùa đi, lên chùa ở trên chùa với thầy. Thì các vị lên ở trên Tây Thiên 2 ngày. Thì Pháp Hòa có thời gian để thăm và nói chuyện. Thì các vị mới khuyên, nói với Pháp Hòa là khuyên. Pháp Hòa nói khỏi, tại vì tất cả các vị đều đã thấu hết rồi. Cái chân lý vô thường, cái chân lý gọi là sanh ly tử biệt, sống chết mình biết hết á. Nhưng mà khi cái sự việc này nó xảy đến với chính bản thân của mỗi người chúng ta, thì chúng ta sẽ tự thấu và tự cảm hóa sự ra đi của người thân mình, và mình cảm nhận được cái đau, cái buồn mình như thế nào. Một bác Phật tử mình ở đây, ở Hoa Kỳ đây, cũng hay qua khóa tu. Tuần rồi bác cũng mất một người con do đột quỵ, 43 tuổi. Ngủ dậy rồi thấy chóng mặt, rồi cái quỳ xuống cái chở vô bệnh viện mất. Rồi ở chùa mình bác Chân Huệ tuần rồi đó. Thành thử ra mình thấy như vậy để mình hiểu. Ai cũng hiểu vô thường hết, ai cũng hiểu là có sống có chết. Mình Phật tử mà, học Phật mà. Nhưng sự việc nó xảy đến với chính bản thân mình thì khó lắm. Đó là sự thật. Tại vì mình vẫn là một con người,
phải không? Mình nếu mà mình dửng dưng, mình thở, mình không có chuyện gì thì cái này hình như là mình trái tim mình bắt đầu nó lạnh, nó thành ra cái gì, chứ không phải một con người bình thường. Tu là mình vẫn buồn, nhưng mà mình chuyển hóa cái buồn đó, mình chấp nhận cái đó như thế nào. Giống như Đức Phật, thí dụ ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất mất, Đức Phật buồn không? Cũng buồn. Hai người đệ tử thân tín của mình, mà hai thầy là hai thầy lớn trong trong giáo đoàn, đọc lại cái kinh thì nó có một cái chuyện xảy ra rất là trùng hợp á, là sáng hôm đó là chùa Công Phu Sáng tụng nhật tụng thiền môn Công Phu Sáng thứ bảy. Thì trong cái bài, trong cái nghi thức Công Phu Sáng thứ bảy là có mấy bài kinh. Một á, là cái bài kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc. Thứ hai là Tuổi Trẻ, bài kinh Hải Đảo Tự Thân. Thì cái bài kinh Hải Đảo Tự Thân á, là kỹ kể là một câu chuyện đơn giản là ngày hôm đó Đức Phật lên tụng giới, đã ngày trăng tròn ngày này nè. Đúng ra hôm nay mình tụng giới mà mình giờ là ngày mai đó. Thì Đức Phật nhìn xuống đại chúng thấy có hai chỗ trống, đó là chỗ của ngài Xá Lợi Phất và chỗ của ngài Mục Kiền Liên. Đức Phật mới nói: nhìn đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống lớn, đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Nhưng mà Đức Phật khuyên: quý thầy đừng vì sự kiện hai thầy ra đi mà buồn, chính tôi đây một ngày nào cũng sẽ ra đi. Vì vậy Như Lai thường khuyên các vị: các vị đừng bao giờ nương tựa với bất cứ ai, mà quý vị phải nương tựa chính mình. Quý vị đừng bao giờ nương tựa bất cứ cái gì, mà quý vị phải nương tựa Hải Đảo Chánh Pháp. Hải Đảo Chánh Pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Chỉ khi nào mình nương tựa vào cái chân lý lẽ thật đó, chúng ta mới không khổ. Ví dụ mình nương tựa vào thầy của mình, nhưng mình biết rằng thầy mình, nói cho cùng thầy vẫn là phàm phu, có thể trên đường tu thầy sa ngã, chuyện đó cũng có thể có. Và rồi một nếu mà thầy một ngày nào đó thầy cũng phải chết, mình đâu có nương tựa thầy hoài được. Mình lỡ mà thầy mất rồi thì sao đây? Mình phải nương tựa chánh pháp. Hay là bây giờ mình nương tựa vào một đoàn thể tăng, thì trong tăng cũng có người này người kia. Rồi cuối cùng chánh pháp là gì? Nhân hư đạo bất hư. Người thì có sai quấy, chứ còn đạo đâu có sai. Chánh pháp chỗ đó, nương tựa cái đó. Xong cái bài kinh Hải Đảo Tự Thân rồi, trước khi hồi hướng có cái năm lời quán nguyện, mà năm cái đó được trích ở trong kinh. Đức Phật có dạy năm phép quán: tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, dù là vật chất hay người thân của tôi đó, một mai này tôi cũng phải xa lìa. Tôi không thể nào tránh được giờ phút buông bỏ và xa lìa. Cuối cùng, tất cả những gì tôi tạo sẽ đi với tôi mãi mãi, đó là nghiệp hay là phước. Năm cái đó quán rất là trùng hợp. Thì Pháp Hòa rất mong rằng các vị tham dự cái thời kinh đó như là cái lời khai thị. Nhiều khi thầy nói thì nghe không thấu, tại vì tôi biết rồi, có nhiêu nói hoài, thấy không? Nhưng mà giờ tới giờ tụng kinh rồi, tránh đâu giờ, thôi phải ráng ngồi đó tụng. Tụng khai mở được cái tâm của mình. Thì ngài La Hầu La cũng như thế, mặc dù ngài đã chứng quả, nhưng ngài vẫn là một người có cảm. Mình tu đâu phải chuyển mình tới vô cảm, mà mình biết buông bỏ, mình biết khi nào ứng việc, khi nào buông bỏ. Thì đó, Pháp Hòa kể lại cái chuyện chút xíu vậy đó. Thì tuần rồi mình học đến cái chỗ là ngài La Hầu La khóc lóc sướt mướt rồi, thì Đức Phật thương chủ khuyên: thầy nên đi về đi, Đức Thế Tôn đang rất muốn gặp ngài đó. Cha mẹ mà trước khi mất cũng muốn gặp mặt con cái chứ,
Hay là nói chung là người thương, người thân nào trước khi mất cũng muốn gặp người thân của mình. Đó là cái lời của Phật Thương Chủ nói với Ngài La Hầu La. Bây giờ mình học tiếp. Tối nay là kỳ thứ 11. Tôn giả La Hầu La bạch lên Đức Phật Thương Chủ: Bạch Đức Thế Tôn, con không cam lòng nghe nói đến Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, huống hồ là nhìn thấy Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni là đấng Pháp Vương vô thượng, là bậc tôn quý trong dòng họ Thích, là viên ngọc quý của chúng sinh. Giờ đây con không cam lòng nhìn thấy Ngài nhập Niết Bàn. Ngài thương xót tất cả thế gian, tất cả hình tướng trong thế gian đều không so sánh được với Ngài. Ngài La Hầu La nói Đức Phật là một viên ngọc của chúng ta. Đức Phật là một viên ngọc, cho mình gọi Ngài là Phật Bảo đó. Phật Bảo là một người hiếm quý. Tại sao hiếm quý? Tại vì trong một con người mà người này đã có sự giác ngộ cao tột, có được tình thương rộng lớn. Bây giờ Ngài La Hầu La mới nói tất cả hình tướng thế gian đều không so sánh được với Ngài. Này, câu này giống như mình tụng mỗi ngày vậy ha. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thế gian này cái gì con cũng thấy hết rồi. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, con đã thấy hết tất cả những gì có mặt trên thế gian này. Và con phát hiện một điều rằng nhất thiết vô hữu như Phật giả, không có ai bằng Phật hết. Đây là mình khen Phật. Ngài làm ngọn đèn cho tất cả thế gian, Ngài làm con mắt cho tất cả thế gian. Ngọn đèn là gì? Tức là Ngài soi sáng cho mình cái gì là mê, cái gì là tối. Ngài làm con mắt, tức là Ngài mở, Ngài luôn luôn Ngài giúp cho mình có được cái nhìn. Thường thường trong Phật giáo hay dùng cái từ vậy đó. Ngài là con mắt của thế gian, tức là thế gian còn mê mờ chưa rõ thì nhờ có con mắt này mà nhìn thấu tất cả. Thấu đây là thấu lẽ thật của các pháp. Ngài làm cây đuốc trí tuệ cho tất cả thế gian, Ngài chiếu ánh sáng rực rỡ cho tất cả thế gian. Thế mà ngày mai con phải xa lìa Ngài rồi, không còn được trông thấy Ngài nữa. Đức Phật Thương Chủ bảo Tôn giả La Hầu La: Thôi đi La Hầu La, ông đừng đau buồn nữa. Lẽ nào ông chưa từng nghe Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dạy rằng các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, chỉ có tịch diệt Niết Bàn hay sao? Thưa đại chúng, đây là cái giáo pháp then chốt mà của lời Phật. Các pháp vô thường, khổ, vô ngã, chỉ có tịch diệt Niết Bàn. Cái này chúng ta gọi là tứ pháp ấn. Khi mình học tam pháp ấn á, thì tam pháp ấn là gì? Là vô thường, khổ, vô tác hay là vô ngã. Nhưng mà ở đây thêm chữ Niết Bàn, cho nên gọi là tứ pháp ấn là gì? Chữ pháp ấn nghĩa là gì? Cái ấn là cái mộc. Cái ấn là cái mộc á. Mà khi mà cái gì mà mình xác định cái ấn nó như thế nào, nó đóng xuống thì không có sai lệch. Thì ở đây ý muốn nói rằng cuộc đời này tất cả các pháp nó y như cái ấn mà đóng xuống, không có sai lệch. Nghĩa là sao? Có sanh là phải có diệt. Đó là cái ấn, đó là cái sự thật chúng ta không thể nào tránh được. Cho nên khi mà Ngài La Hầu La không chấp nhận được cái sự kiện là con không muốn nghe nữa mà bây giờ bắt con phải nhìn thấy thầy của con mất làm sao con chịu nổi. Đức Phật Thương Chủ nói ông chẳng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy. Dạy cái gì? Các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Vô thường là sao? Thay đổi luôn luôn. Khổ là sao? Là tại vì nó có cái đến cái đi, cái còn, cái mất, cái thắng, cái thua. Mà chúng ta thì biết vậy, nhưng mà chúng ta thích nhận cái gì nè? Nhận cái thắng, không nhận cái thua. Biết rằng có được, có mất, mà mình thích cái được, không muốn cái mất.
biết là có xấu có đẹp, nhưng mà mình lại chấp nhận cái đẹp, không chấp nhận cái xấu, khổ là ngày đó. Chứ thật ra trên thế gian này luôn 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 nó đối đãi, hễ đẹp xấu, giàu nghèo, phải quấy trắng đen, thắng thua, trẻ già, nhưng mình chọn có một. Mình biết các pháp là như vậy, nhưng mà mình lại bỏ cái sự thật của cái pháp kia. Sao có chơi chơi khôn gì được. Mà hễ mà mình nhận cái phần thắng thì người kia phải nhận phần thua, mà người kia thua thì đau khổ. Còn mình mà được thắng thì cái thắng của mình nó cũng có cái giá phải trả là gì? Thêm một kẻ thù. Cho nên trong Kinh Pháp Cú mới có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình biết là cuộc đời là nó có cái đối đãi đó hết á, nhưng mình lại cứ chấp nhận một bên thôi. Khổ ngay chỗ này. Biết là có giàu có nghèo đó, nhưng mà khoái giàu hơn. Biết là có đẹp có xấu đó, mà thậm chí mình xấu đi, mà ai nói mình đẹp mình cũng khoái à. Chuyện đương nhiên vậy. Ví dụ bây giờ mình già đi, mà ai gặp mình nói trời ơi, lúc này sao trẻ vậy, trong bụng mình vẫn vui à. Khi mình nghĩ chắc lúc này mình đã ệt đúng cách đó. Lúc này là mình tập thể dục đúng cách hay sao đó. Cho nên giờ người ta nhìn mình ta trẻ. Thậm chí mình tự lừa mình luôn, chụp hình đứng xa xa ra để người ta thấy tôi mập. Phải là mình biết rằng cái góc cạnh của mình là chụp nghiêng mới đẹp, thì mình cứ thích đứng chụp nghiêng. Mình vẫn biết rằng mình chụp thẳng xấu lắm. Và mình cứ đi tự lừa dối mình bằng cách là mình kiếm cái cách nghiêng nghiêng để mình chụp. Đó là sự thật. Thật là cái khổ ở cái chỗ mà chúng ta cứ đôi khi chúng ta tự dối mình luôn nữa. Tự dối mình luôn nữa. Thí dụ như giờ người kia mất rồi mà mình không, tôi không muốn biết người, tôi không muốn chấp nhận người đó chết. Tôi không muốn chấp nhận người đó ra đi. Sự thật khó chấp nhận, nhưng mà khi mình chấp nhận được cuộc đời thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã, ngay chỗ đó mình có niết bàn. Vậy thì cái niết bàn là gì? Là khi mình thấu đạt được chân lý, khi mình hiểu được tất cả một cách rõ ràng là niết bàn. Cho nên niết bàn là sự thật, thì sự thật cũng là một dấu ấn, một pháp ấn. Ba cái kia cũng là ba cái pháp ấn. Bây giờ mình nhìn hết tất cả các việc trên thế gian này, có cái gì mà không vô thường, cái gì mà không khổ. Vô ngã là gì? Nghĩa là không có một cái gì tự thể nó có mặt một mình nó. Ví dụ như chiều nay Pháp Hòa lên, Pháp Hòa rất là tự hào. Tối hôm nay buổi lễ này mình tôi hướng dẫn, nghe thì cũng có lý, tại ông cầm microphone mà. Nhưng mà thử giờ không có ông cầm khánh, ông cầm chuông, ông cầm mỏ, ông này ông kia, ông làm sao mình ông quơ được, đúng không? Thành thử nói nghe chơi vậy. Tự mình nói trời ơi, cuốn sách này tôi viết mình tôi đó, thì đúng rồi. Nhưng mà không ai nấu cơm giùm mình ăn thì giờ đâu mình viết sách. Mà nếu nói cho cùng, cái cuốn sách đó mình cũng mượn nhiều lắm, mượn của người này người kia, mượn chữ mượn nghĩa của người ta, nhiều khi còn trích dẫn văn thơ để dẫn chứng, đem một câu chuyện nào vô để mà nói lên cái lý tưởng của mình. Cho nên phân tích ra thì cuốn sách này cũng đâu phải của mình 100% đâu. Vậy thì nó không vô ngã là cái gì? Rồi thí dụ mình nói trời ơi tôi tổ chức khóa tu này mình tôi á, nói nghe chơi. Trời ơi một mình làm gì? Ngày hôm nay là Pháp Hòa mất hết nửa ngày đi Red Deer để mà có cái lễ dưới đó rồi, cũng phải nhờ Phật tử ở trên đó, người lo cơm lo nước. Cô Diệu Phát 2 ngày chiến đấu ở trển, nấu suốt ngày thứ sáu, nấu suốt ngày hôm nay cho mấy Phật tử dùng. Rồi cổ là chủ trì nấu, rồi bao nhiêu người vô phụ để mà mọi người có được những cái bữa ăn. Mà Pháp Hòa rất là vui là vì các anh em làm cực khổ mà có người lo được miếng cơm cho các vị ăn như vậy, mình yên lòng đó. Mà không có các vị thì làm sao? Tội nghiệp bữa nay là mấy chú lên mỗi người một khâu một việc hết. Người thì phải đi thử điện, người phải thử nồi cơm để chắc chắn rằng có nồi cơm còn work. Đó, đủ thứ việc hết.
Thì làm sao cái gì mà một chữ vô ngã của đạo Phật nghĩa là không có một cái bản chất một mình nó mà có thể có mặt được, làm được cái việc gì hết. Quý vị nhìn một cái quạt, hay một quạt máy cũng phải có con ốc này, con vít kia, cái cánh quạt đủ thứ để nó ráp vô thành một cái quạt. Cái bàn này nếu nó không nhờ có gỗ, có đinh, có sơn, có người đóng thì cái bàn này nó cũng không có mặt. Thì mình nói cái bàn này tôi đóng mình tôi đó, thì mình nói vậy. Nhưng khi chúng ta hiểu ra, suy cho cùng thì phải có đủ yếu tố mới có mặt. Khi mình hiểu được vậy á, thì không có thấy mình, không có mình thấy cái ngã bây giờ á, cái ngã tôi này nè, cái ta này nó cũng có luôn. Tại vì sao? Một sự việc nó không có thì tôi đâu có, cho nên tôi thấy tôi đại đồng và tôi nhờ các vị hết. Quý vị thấy ví dụ như thế giới này cũng vậy, bất cứ ở đâu có khổ nạn mình đâu làm lơ được đâu. Vừa rồi Ấn Độ mình cũng không bỏ được, rồi bây giờ ngay giây phút này đây ở Việt Nam mình cũng đâu có làm lơ được. Người thì góp của, người thì cầu nguyện, mình không có trong đất nước thì mình làm cái gì đó để thể hiện cái tình. Cho nên khi mình hiểu được các pháp trên thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chúng ta có Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái bình an, một cái tâm thấu đáo mọi pháp. Cho nên đến thì chúng ta tiếp, mà chúng ta không có expect, không có bắt buộc nó phải là như vậy nữa. Mình mua 5 bụi bông về mình trồng, chưa chắc 5 bụi sống hết, có thể có 1-2 bụi gì nó chết, thí dụ vậy. Cho nên đó chúng ta gọi là tam pháp ấn ha. Và quý vị nhìn hết tất cả mọi thứ trên thế gian này, không có cái gì ngoài tam pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã. Thôi đi La Hầu La, ông đừng đau buồn nữa. Lẽ nào ông chưa từng nghe Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dạy rằng các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, chỉ có tịch diệt Niết Bàn hay sao? Vậy thì đại chúng đừng có hiểu rằng á, thôi thế gian này khổ quá, mình trốn lên một cái chỗ nào đó gọi là Niết Bàn ở. Không có chỗ đó. Mà mình chạy trốn kiểu này nghĩa là mình chưa hoàn toàn thấu đáo được lẽ khổ, lên trên đó rủi hết chỗ, khổ tiếp. Đến khi nào mình thật sự mình thấu đáo kìa. Thí dụ bây giờ cõi Niết Bàn là có thật đi, nhưng mà cái nguồn gốc khổ đau phiền não chấp trước mình chưa xả được thì mình lên trển mình cũng phiền não nữa. Ủa tôi thọ giới trước ông này mà sao tôi lại ngồi sau ổng, này cũng là cái khổ rồi đó. Tôi thọ giới Bồ Tát rồi, ông này mới ngủ giới mà sao ông ngồi trước tôi? Quá ra mình thọ giới kiếm chỗ ngồi. Thọ giới để kiếm chỗ ngồi chứ đâu phải thọ giới để mình tu. Cho nên cái giới đó, bây giờ mình nó mục đích cái giới là để cho mình tu tiến, để có đạo đức, có thanh tịnh, có đẹp. Mà rốt cuộc cái giới nó biến mình thành một người như vậy, chấp vào những cái đó. Cho nên Ngài đã từng nói bài kệ siêu tuyệt rằng các hành là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Sinh và diệt đều diệt, tịch diệt là niềm vui. Chắc ông đã nghe Ngài Thương Chủ nhắc lại cho Ngài La Hầu La bài kệ. Bài kệ làm sao? Các hành vô thường là pháp sanh diệt. Sanh và diệt đều diệt, tịch diệt là niềm vui. Cái bài kệ đó là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cho nên các ngài, các hòa thượng mà quá vãng đó, các ngài qua mất đó, ở cái giác linh đường đó, ta để 4 chữ tịch diệt vi lạc. Vi lạc là gì? Là niềm vui. Tịch diệt vi lạc là khi nào mình trở về được với cái sự vắng lặng của nội tâm, nó mới thật là vui. Ngày hôm qua đi trên xe, có một đạo hữu mới nói với
các đạo hữu khác. Thì các đạo hữu trên xe nói: trời ơi, mấy ngày nay mình ở chùa, mình làm công quả, mình tụng kinh, mình vui ghê á. Thì cái đạo hữu kia mới nói: mấy chị thấy không, đây là cái vui không tốn tiền. Còn bây giờ mình ở ngoài thế gian mà mình muốn cho ta chọc mình cười, mình phải mua cái vé vô coi đại nhạc hội. Mình muốn cười hí, cười rân lên, cười giòn tan, cười há răng phải trả tiền. Còn cái vui trong chùa không cần trả tiền, mà cái vui đó nó ai chọc mình cười gì đâu, nhưng mà nó có cái niềm vui tĩnh lặng. Cái đó gọi là tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường, các hành là vô hành, đây là gì? Mọi hiện tượng, các hành chư hành vô thường. Thì sanh diệt pháp, nó là cái pháp sanh diệt, nó sanh đây diệt kia, diệt đây sanh kia. Khi nào mà mình rốt ráo mình hiểu được cái chỗ sanh diệt của nó rồi đó, gọi là tịch chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tức là cái pháp, cái khái niệm về sanh về diệt không còn nữa, thì chừng đó mình mới có được niềm vui chân thật. Đó là tịch diệt vi lạc. Ngài Thương Chủ nhắc bài kệ đó. Tôn giả La Hầu La thưa: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con đã từng nghe. Này La Hầu La, lẽ nào Đức Thế Tôn Thích Ca Như La Mâu Ni Như Lai, Thích Ca Mâu Ni lại chưa từng dạy tất cả những gì mình ưng ý ưa thích không bao lâu tất sẽ bị ly tán, rốt cuộc sẽ đi đến tiêu diệt, dù cho tồn tại đến dài đến đâu rồi cũng phải chia lìa. Ngài nói tiếp: Đức Thế Ông có nhớ Phật Thích Ca không, lẽ chưa từng nói rằng những gì mình ưng ý ưa thích không bao lâu tất sẽ bị ly tán, rốt cuộc sẽ đi đến tiêu diệt, dù cho tồn tại lâu dài đến đâu rồi cũng phải chia lìa. Tôn giả La Hầu La thưa: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy như thế. Đức Phật lại bảo: các pháp hữu vi, các pháp sinh, các pháp có, các pháp hiểu biết, các pháp phân biệt đều do nhân duyên mà khởi sinh. Nếu không hoại diệt thì không lẽ đó. Bây giờ Ngài dẫn chứng, Ngài chi tiết một chút. Ngài nói các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp gì? Cái pháp gì mà có mình tạo tác để cho nó có mặt. Thí dụ cái nhà này nè, cái chùa này là pháp hữu vi. Tại vì do mình có ý tưởng, khởi ý tưởng, rồi mình có thu gom những cái hình ảnh, rồi phát họa, rồi đi mướn người, rồi đi vận động, đủ thứ hết để tạo ra được cái chùa này. Vậy thì cái chùa này là pháp hữu vi. Hữu vi tức là có mình tạo tác ở trong đó. Cái bàn này cũng là một cái hữu vi. Cái bình hoa này cũng hữu vi. Ngay cả cái thân tướng mình đây, cha mẹ mình sanh mình ra lớn lên, rồi tự nhiên mỗi người thích một kiểu. Tôi thích tóc ngắn, tôi thích tóc dài, tôi thích tóc bính, tôi thích đánh má hồng, tôi thích xăm móng tay. Vậy thì tất cả những cái gì trên con người mình là do mình thu gom cái nét đẹp ở đâu đó, rồi mình nghĩ là mình đẹp với cái, mình hợp với cái đó, thì mình lại trang trí mình lên. Vậy thì nó hữu vi chứ gì nữa. Đâu? Nhưng mà các pháp hữu vi, nói theo Kinh Kim Cang là cái gì, tất cả các pháp hữu vi đều là mộng huyễn, là một giấc mộng, là giả, là một cái bọt nổi, là một cái điện chớp, là một ngọn sương trên đầu ngọn cỏ. Đức Phật đưa những cái pháp gì mà nó có mặt hình tướng đó, Đức Phật đưa những cái hình ví dụ, đưa những cái hình ảnh ví dụ đó. Các pháp hữu vi, các pháp sinh, cái gì mà nó có, cái pháp nào mà nó có sinh nè, các pháp có. Thí dụ như cái bàn này mình nói đây là có, tạm gọi đấy nha, đó là có. Rồi cái mình phân biệt, phân biệt cũng là một pháp. Cái bàn này nó thấp hơn cái bàn kia, cái bàn này nó đẹp hơn cái bàn nọ, cái bàn này nó chắc hơn cái bàn kia. Đó, mà phân biệt cũng là một pháp. Vậy thì pháp hữu vi, pháp có, pháp phân biệt, pháp biết, pháp hiểu biết đó, mình ngay cả cái hiểu biết mình cũng là một pháp. Mà cái hiểu biết của mình á, hôm nay mình hiểu vậy, ngày mai mình hiểu khác.
Tại sao? Tại vì có thể mình hồi xưa mình hiểu vậy, nhưng mà chưa ai nói cho mình nghe thêm, cho mình hiểu tới đó thôi. Rồi cái ngày mai mình bừng vỡ ra, mình hiểu thêm nữa, thì cái hiểu biết nó cũng đổi luôn, nó cũng vô thường luôn. Thì Đức Phật nói đều do nhân duyên mà khởi sinh. Nếu mà không có một cái duyên gì thì lấy gì mình phân biệt, lấy gì để rồi mình so sánh, lấy gì để rồi mình sanh những ý tưởng vân vân. Do một cái duyên nào đó, một cái nhân nào đó, cái duyên nào đó rồi mới có cho mình. Ví dụ như mình chưa bao giờ thấy cái người kia, chỉ mình chỉ thấy người này thôi, thì đâu có gì để phân biệt, phải không? Tự nhiên một ngày nào đó cái người kia xuất hiện, cái trời ơi, hai anh em hả, sao em đẹp hơn anh vậy? Mà trước khi thằng em anh nó xuất hiện thì mình đâu có nói câu đó. Vậy thì nó phải có cái nhân duyên thì mình mới khởi cái pháp sanh đó. Nhưng mà tất cả cái đó Đức Phật nói nó đều là biến đổi, là vô thường. Thấy không? Nếu không hoại diệt thì không có lẽ đó. Rồi bây giờ mình mới gặp hai đứa, phải không? Cái bữa nào mình gặp đứa thứ ba, cái bắt đầu mình khởi tiếp. Ôi trời ơi, tôi tưởng đâu hai anh em nó đẹp rồi, ai ngờ Út nó đẹp hơn nữa. Mình sinh khởi liên tục mà. Lúc bấy giờ tôn giả La Hầu La nghĩ nhớ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chảy nước mắt mà bạch lên Đức Phật Thương Chủ rằng: từ ngày mai con không còn trông thấy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni ngồi nói pháp với chúng tỳ kheo ngồi chung quanh. Ngày mai là con hết thấy cái hình ảnh này rồi. Con hết thấy hình ảnh Đức Phật ngồi giữa, rồi xung quanh có các vị tỳ kheo. Như núi Tu Di ở giữa biển lớn, như mặt trăng tròn đầy ở giữa những vì sao, như vua chuyển luân với vô lượng quyến thuộc vây quanh, các tướng trang nghiêm phát ra ánh sáng, như ánh sáng của ngàn mặt trời chiếu rực rỡ trên không trung, như biển sâu chứa vô lượng châu báu. Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni như thế đó, tất cả những lời nghị luận của các vị luận sư ngoại đạo đều không lung lay được, như những cơn gió dữ đều không thể lay động được núi Thuyết Vi. Ngài không bị các pháp thế gian làm cho ô nhiễm, như hoa sen ở trong ao. Ngài như vị đại Phạm Thiên Vương có đầy đủ chúng Phạm Thiên làm quyến thuộc, như mặt như trời Đế Thích có ngàn con mắt, như sư tử chúa ngồi trên tòa sư tử không chút gì sợ sệt. Ngài xa lìa hết mọi sợ sệt mà gầm tiếng gầm sư tử. Đức Như Lai như thế đó mà ngày mai đây con không còn trông thấy nữa rồi. Tôn giả La Hầu La bạch Phật xong thì đứng yên lặng, mặt đầm đìa nước mắt. Đức Phật Thương Chủ lại bảo: này La Hầu La, ông nên gấp trở về với Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Ngài đang muốn nhìn thấy ông. Ông đừng kéo dài thêm thì giờ, Đức Thế Tôn đang dùng tâm từ bi muốn nhìn thấy ông trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thay vì ông ở đây ông than van, tôi cũng nói tới nó lui nhiêu chuyện thôi, thôi về lẹ đi. Đức Thế Tôn rất muốn gặp ông lần cuối đó, mà Ngài phải chờ đó, Ngài nán, Ngài chờ. Tôn giả La Hầu La liền cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Thương Chủ, rồi chỉ trong khoảnh khắc bằng thời gian, người tráng sĩ duỗi cánh tay, tôn giả đã rời khỏi thế giới của Đức Phật Thương Chủ mà về đến rừng Ta La Sông Thọ ở ngoại ô thành Câu Thi Na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực Sĩ. Trong khoảnh khắc thời gian người tráng sĩ duỗi cánh tay, đây là một cái ví dụ. Ngày xưa người ta hay ví dụ vậy nè. Duỗi tay nhanh không? Vậy mà một cái duỗi tay này là mình đã đi qua thế giới khác. Ví dụ mình vãng sanh Cực Lạc cũng vậy nha. Khoảng tay co duỗi đến liên trì là một cách ví dụ. Mình vãng sanh về Cực Lạc cũng nhanh như vậy đó, chỉ nhanh như một cái khoảng tay co duỗi. Mấy đứa ngoài đời mà nó giận, mày tin không? Chỉ một bạt tay thôi mà lên cây mày ngồi. Đó là một ý, nó giỡn mà. Thì ngày xưa người ta dùng một cái nhanh gọn, cũng giống như ngài ở trong Kinh Pháp Hoa kể, Long Nữ mà có thể từ một con vua của rồng mà có thể thành người đó, thì người ta đâu có tin chuyện đó.
Lúc đó Long Nữ mới lấy cái châu báu dâng cho một Đức Phật, thì Đức Phật nhận. Mới hỏi: Ngài có thấy sự việc tôi dâng châu báu này có nhanh không? Nhanh, vừa cúng là Phật nhận liền. Tôi thành Phật còn mau hơn việc này nữa. Nói dứt lời thì Long Nữ trở thành nam tử. Đây là một cái ví dụ khác. Ý muốn nói là đứng trên phương diện tự tánh giác ngộ, không có phân biệt bất cứ loài nào, hễ có sự giác ngộ là liền tỉnh thức. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái sự nhanh. Người Ấn Độ hay đưa một cái ví dụ như vậy là một cái sự co duỗi. Còn người đời mình thì nói trong một cái nháy mắt, trong một sát na, trong một khoảnh khắc, thí dụ vậy đó. Thí dụ như Tổ Quy Sơn ở trong Quy Sơn Cảnh Sách ngày đó là sao? Sát na dị thế. Chỉ một sát na thôi là mình đã qua đời khác rồi. Chỉ một sát na thôi là mình đã qua đời khác. Tôn giả La Hầu La coi như là chỉ trong một khoảnh khắc, bằng thời gian người tráng sĩ duỗi cánh tay, thì tôn giả đã rời khỏi thế giới của Đức Phật Thương Chủ mà về đến nơi Đức Phật Niết Bàn. Tôn giả đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi chắp tay đứng một bên, u sầu áo não, nước mắt đầm đìa. Thưa đại chúng, cái phong tục của người Ấn Độ á, khi mình đến với các bậc tôn kính á, mình đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi thì mình đi xung quanh cái vị đó ba vòng để bày tỏ lòng cung kính. Ngày nay chúng ta đi nhiễu Phật á, đó là một hình thức chúng ta bắt chước Ấn Độ, giữ lại cái phong cách của Ấn Độ là để tỏ lòng tôn kính. Cách đây khoảng chừng tuần, có hai má con người Ấn Độ ở xa lắm mà tình cờ đi ngang chùa mình, thích quá, hai má con vô. Thì vô lễ Phật xong cái hỏi Pháp Hòa: chứ Phật giáo Việt Nam có đi xung quanh Phật như người Ấn Độ không? Pháp Hòa nói có. Nói vậy xong thì hai má con bắt đầu chắp tay đi nhiễu Phật ba vòng. Chiều tối lại trở lại tiếp để ngồi thiền lễ Phật. Thì cái người Ấn Độ là cái đó là một cách cung kính, cho nên mình đọc trong kinh những cái đoạn này thì mình biết đây là một cái phong cách của người Ấn Độ. Cũng giống như người Ấn Độ mà gặp một cái bậc tôn kính á, là người ta lấy cái tay á, người ta quỳ xuống, người ta lấy hai cái bàn tay, người ta nâng cái chân của vị đó lên, rồi người ta áp cái má người ta vào trong cái chân của người đó. Cho nên mình bây giờ mình cũng có cái câu đó: Đầu diện, diện là mặt phải không, tiếp túc, tức là tiếp xúc với bàn chân của Phật, quy mạng lễ. Cái câu mình hay sướng á: đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Tiếp là mình tiếp xúc, túc là bàn chân. Lấy cái đầu, lấy cái mặt tiếp xúc với cái bàn chân mà để tỏ hết cái thân tâm mình kính lễ. Cho nên mình lễ Phật, bây giờ mình lễ là mình giữ cái khách đó đó. Bây giờ mình không có thấy chân Phật mà mình tưởng tượng đó, lại xuống cái mình đưa cái tay mình lên, mình áp mặt mình vô đó, là mình nâng chân Phật mình áp vô mặt mình đó. Bây giờ người Ấn Độ, người Tích Lan mà họ gặp quý thầy, họ quỳ xuống xong cái họ lấy cái tay họ dịnh vô cái chân quý thầy ba lần. Đó là đầu diện tiếp túc đó. Nhưng mà người ta qua một hình thức khác, đơn giản hơn. Tôn giả đảnh lễ sát chân Đức Phật, đi nhiễu ba vòng rồi đứng chắp tay một bên, u sầu áo não, nước mắt đầm đìa. Đức Phật bảo: Này La Hầu La, thầy chớ nên buồn rầu khóc lóc. Những gì cần làm cho một người cha, thầy đã làm xong rồi. Những gì cần làm cho một người con, Như Lai đã làm xong rồi. Đại chúng nghe để ý chỗ này ha, để mình thực tập. Như Lai cũng đã làm xong rồi, thầy đừng để tâm lưu luyến rồi sinh ra u sầu. Đức Phật nói: Thầy đừng có nên buồn rầu khóc lóc. Những gì cần làm cho một người cha, thầy đã làm xong rồi. Những gì cần làm cho một người con, Như Lai đã làm xong rồi.
Như vậy thì chúng ta có mặt ở đời này trong cái duyên tình cha mẹ, thầy trò, chị em, anh em, chúng ta đều có bổn phận với nhau hết. Mẹ lo cho con lo cho mẹ, đệ tử lo cho thầy, thầy lo cho đệ tử, vân vân. Thành thử ra một ngày nào ai đi thì chúng ta biết rằng bổn phận của má đối với con đã xong, bổn phận con những gì cần làm cho mẹ cũng đã rồi. Quán chiếu vậy để chi? Xong việc thì chúng ta đi. Tại vì mình đến đây là đều có cái ân ở trong đó. Dĩ nhiên là cái oán nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa xong, không có rời được. Ví dụ như bây giờ người ta mướn mình vô làm 8 tiếng đồng hồ, 20 phút nữa hết giờ, mình có cà thẻ về được không? Không, phải đúng giờ mới được ra về. Mình tới sớm hơn phải không? Ngồi xe chờ, đúng giờ hãng mở cửa cà thẻ vô. Còn nếu có sớm hơn phải không? Đó là chuyện của anh. Anh đừng nghĩ anh sớm hơn, anh có thể tính giờ sớm hơn. Đúng 8 tiếng thôi. Thí dụ vậy. Ở trên nhà dưỡng lão của mình á, là cứ lâu lâu á, thì các vị mời Pháp Hòa lên để hướng dẫn cho các y tá ngồi thiền, rồi an ủi, rồi nói chuyện với các y tá một chút, khoảng 30 phút trước khi các vị ra về. Mà thưa đại chúng á, là muốn làm như vậy á, là mình phải hy sinh. Thí dụ họ làm 8 tiếng ngày đó đi, họ làm 7 tiếng rưỡi thôi, rồi 30 phút còn lại á, là để mình nói chuyện với họ. Chứ mình không có được làm cái giờ của họ. Nói anh làm cho tôi 8 tiếng xong rồi anh ở lại anh nghe thầy nói, I'm sorry. Thầy có nói hay tôi cũng không ở được, tôi phải đi về. Tôi lo chuyện nhà tôi chứ tôi rảnh đâu, tôi ngồi tôi nghe ông lải nhải mà nửa tiếng mất thời giờ của tôi. Muốn cho họ nghe mình lải nhải thì phải cắt họ nửa tiếng sớm, kiếm người thế cho họ nửa tiếng, 7 tiếng rưỡi thôi. Vậy cho nên Đức Phật, thật ra kinh này á, mình nghe thì cái gì, một sự kiện lớn lao là Đức Phật Niết Bàn, nhưng Đức Phật cũng dạy, cũng hướng dẫn mình một cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Có nhiều khi cha mẹ lo cho mình từ nhỏ tới lớn rã đời rồi, tới hồi chết mình cũng chưa tha nữa. Má ơi, má phù hộ con nghe má. Con mới mua cái nhà mà trả hoài trả không xong, má ơi, má cho con trúng số. Thí dụ vậy, có nhiều khi người thân mình chết mình cũng chưa tha nữa, phải biểu phù hộ tiếp. Chơi Pháp Hòa hay nhắc lắm, đến tao đám tang mà vừa chấm dứt mời tới tụng kinh, Pháp Hòa hay nói lắm, thôi các anh chị ráng niệm Phật cho má nghe. Các vị muốn thương bà, muốn trả hiếu cho má là trong khoảng thời gian này đây, các anh chị thứ nhất là phải giữ hòa khí với nhau, không có được gây gỗ, cãi lộn trong cái chuyện đám tang của má. Điều thứ hai, đừng gọi má phù hộ gì nữa hết. Má lo cho mình mấy chục năm đủ rồi, bây giờ má đi để má đi chứ. Trời đất ơi, mua tờ vé số về cũng nhét má mới mua má. ba con mới mua má tới tối. Mà nhiều khi cái người đó mà thí dụ mà họ mà có linh thiêng mà họ nghe thật vậy, có họ tội nghiệp phải không? Lẫn quẩn cái đồ cho mình hoài. Thậm chí nữa mình sắp sửa đi xin việc làm, má mai con vô con phỏng vấn, má nhớ theo con. Khiến cho cái người đó họ nhận con làm. Mà thí dụ bây giờ bà già mà đi theo mình cái kiểu đó cũng tội. Mà mình khổ cái tới hồi mình được việc rồi mình đâu nhớ má đâu. Khi nào mình cần mình mới kêu. Rồi mấy ngày kia biết bà già ở đâu nữa. Cho nên á, Đức Phật dạy đơn giản thôi. Những gì mà thầy cần làm cho một người cha, thầy làm rồi. Những gì tôi cần làm cho một người con, tôi làm rồi. Cho nên giờ tới giờ tôi đi, thầy ở lại mình giỏi, lo công việc tiếp. Cho nên Pháp Hòa rất thích cái câu. Thật ra cái câu đơn nghe nó rất bình thường trong cái nghi lễ thôi. Một trong những câu khi mình người thân rót trà cúng cho cha mẹ. Cha mẹ còn tại thế, lo cơm nước cúng dường. Mẹ cha không còn nữa, đức hạnh
phải noi gương. Khi cha mẹ không còn nữa thì mình chỉ noi gương thôi, noi cái gương đức hạnh đó. Còn khi cha mẹ còn, mình lo cơm nước cúng dường. Cúng hàng ngày đó, thí dụ như trước khi khách tới là phải bày bàn cúng ngàn, đũa muỗng rồi tươm tất ngàn, một mâm cơm rồi dọn lên. Khách tới cái dạ mời mấy anh chị ngồi ăn cơm, không cúng là gì? Chỉ có thiếu nhang đèn thôi. Chứ cúng đó, lúc còn sống là cúng nhau rồi đó. Nhưng mà có một cách nữa, khi người đó chết rồi thì mình thể hiện chút xíu nữa cho nó ra, với cái người mất cái thêm cây nhang với hai cái chân đèn. Nhưng mà cũng có nhiều người cúng đèn luôn, thắp cái đèn ngay giữa ba ngọn cho nó romantic á, tại mình nói đó là đèn với chứ gì nữa. Rồi có nhiều người còn thắp thêm bình xông hơi steam mùi nữa, hương đó chứ gì nữa, mà không chịu. Tôi chết đâu mà cúng. Thật ra còn sống là cúng nhau hết rồi đó. Thầy tới nhà ngồi chơi, thầy vừa ngồi xuống bưng ly nước ra, mời thầy uống nước cũng cúng lại gì. Tới hồi mà mình cho người thân mình chết rồi, mình để cái ly lên mời ba về uống nước cũng là cúng. Nhưng mà hai cái cách nó khác, cái lý nó giống nhau, chỉ có cái cách hình thức nó khác thôi. Thầy đừng để tâm lưu luyến rồi sinh ra u sầu. La Hầu La, Như Lai và thầy đều vì muốn cho tất cả chúng sanh có được tâm vô úy, cho nên đã phát tâm chuyên cần tinh tấn, vì không gây oán thù oán cừu, không làm não hại, cho nên phát tâm chuyên cần tinh tấn. Đại chúng để ý hai câu nữa ha. Đức Phật nói, tôi với thầy vì muốn cho tất cả chúng sinh có tâm vô úy. Vô úy là gì? Tâm không có sợ sệt. Khóc cũng khóc nghe, nhưng mà cũng phải nín. Làm gì làm cũng phải thể hiện. Thể hiện gì? Mình cho chúng sanh sự không sợ hãi, sống chết lẽ tự nhiên là một chuyện. Chuyện thứ hai là gì? Mình đến đây làm hai việc. Một, đừng gây cái oán cừu. Hai là đừng làm não hại. Pháp Hòa ví dụ á, cái lúc mà mình quen cái người đó đó, mình muốn cưới người đó, mình sẽ làm tất cả mọi cái gì làm cho người đó vui để mình cưới người đó, chứ đâu có ai mà đi lại gây lộn mà để cưới đâu. Phải làm cho người đó vui, người đó phải lòng của mình mới cưới người đó được. Như vậy rõ ràng á là chúng ta, nhưng mà cuối cùng chúng ta sống thời gian rồi chúng ta hận thù, chúng ta làm não hại, gây cừu oán với nhau. Cũng giống như ví dụ bây giờ trong một cái công ty làm việc đi, cái người đó mới vô, không lẽ mới vừa vô gây lộn liền hết những người trong đó sao? Cúi đầu chào. Dạ em chào các anh các chị, em mới tới, có gì các anh chị chỉ dạy. Trời ơi, mới đầu mình nghe. Tới hồi mà mình bắt đầu mình ở đó được một khoảng thời gian rồi, bắt đầu người ta vừa nói biết rồi nói hoài. Ngày hôm qua có một cái đi lên trên cái chỗ đó, cái thì cái người kia mới giới thiệu, ô đây là cô sếp. Cái Hòa chọc nó, dạ hiểu chữ sếp không? Cua nào càng nào đưa ra cổ bẻ hết, chứ cổ xếp càng vô hết, cho nên cổ làm xếp, không xếp ai hết đó. Mình phải làm xếp là mình xếp những cái càng của mình lại, mình mới thật là xếp. Cho nên đó, mình sống với nhau mình làm hai việc thôi. Sống, còn sống đừng có làm não hại nhau, tức là đừng có làm cho nhau bấn loạn tinh thần, để rồi tới cuối cùng đó, nó cái não hại nó sẽ đưa đến oán cừu. Cho nên cái văn mình sám hối, cái mục đích là để giải mọi cái oán kết. Tại sao phải kết? Tại vì hờn trách giận tức, cái oán tức là cái trách móc, và cái trách móc cái oán hờn đó nó mới kết chặt lại với nhau, và lâu ngày nó thành ra một cái oán thù sâu đậm. Mà người đời á, người ta sống mà người ta còn muốn giải mở cái đó, không lẽ mình tu mà mình lại để cái đó nó thành ra cái rối rắm cho mình sao? Cho nên Đức Phật trao lại cái gì cho mình? Trao những cái chân lý này nè, những cái lời nói rất là đơn giản này nè. Mình đến đây để mình làm những cái bổn phận cho nhau.
Rồi một mai này anh cũng phải đi đường của anh, tôi cũng phải đi đường của tôi, chứ mình có làm được gì mãi mãi cho nhau đâu. Thành thử ra mấy mươi năm ngắn ngủi. Thưa đại chúng là nếu như mà trong cái dịch bệnh lần này á, mà nếu trong chúng ta mà phát hiện ra một điều á, giây phút nào, ngày nào mình còn gặp nhau, đó là một hạnh phúc. Tại vì có thể cái người đó họ bị bệnh, họ không còn cơ hội gặp mình. Đó, chẳng hạn như vừa rồi mà bệnh dịch, ai mà bị Covid một cái là vô trong bệnh viện là cho tới ngày mất không gặp người thân luôn. Thậm chí là nhiều đến mức độ là chính phủ tự đi thiêu cho mình luôn. Mình cũng không có được gặp người thân nữa. Bất quá là người ta hốt về cho mình một hũ tro, ta giao lại thôi. Thật ra hôm qua lên thăm bác Trúc Hiền. Rất tiếc là thời gian không có cho nên không ghé thăm được nhiều bác. Tại vì đi lên đó rồi có công việc rồi lên được có bác Trúc Hiền. Pháp Hòa rất mừng là bác còn tỉnh táo. Chỉ có điều bác nói năm nay xin phép là không có lên Tây Thiên dự khóa tu được. Pháp Hòa nói thôi bác vậy là quá rồi. Thật là quá. Chưa chắc tới ngày mai sau này là mình cỡ tuổi bác, mình có được một cái tinh thần minh mẫn sáng suốt như bác đó. Một vài bác Phật tử mình hơn một năm nay do dịch bệnh mình không gặp đó, bữa nay hỏi thăm lại là nghe bắt đầu lẫn rồi đó. Bây giờ là lẫn rồi, không còn nhớ người thân bao nhiêu người nữa. Cho nên Đức Phật dạy, Phật đâu có để lại cái gì cho mình nhiều đâu. Phật trao cho mình một cái bổn phận là mình sống làm sao để đừng có não hại nhau và đừng có oán thù nhau. Đây, Như Lai và Thầy đều vì muốn cho tất cả chúng sinh có được tâm vô úy, cho nên đã phát tâm kiên cần tinh tấn. Nếu mà mình siêng năng, mình tu tập á, là để mình chấn chỉnh cái sự sợ hãi trong lòng mình. Rất nhiều Phật tử gửi email: dịch bệnh sợ quá, Thầy cho con một bài kinh gì để con tụng. Thật sự ra thì mình muốn tụng kinh gì cũng được, nhưng cái bài kinh đó mình, dù mình soạn bài ngắn gì đó mình gửi cho người ta, ta cũng yên tâm, này Thầy cho mình, nên mình tụng cho mình bớt sợ hãi. Cho nên đã phát tâm chuyên cần tinh tấn, vì không gây oán cừu, không làm não hại, cho nên tâm phát tâm chuyên cần tinh tấn. Lao la, hôm nay Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì không còn làm cha của ai nữa. Thầy rồi cũng sẽ nhập Niết Bàn và không còn làm con của ai nữa. Đời này mình gặp nhau, mình nói theo cái hiện tại đó ha. Thật sự khi mình chết rồi mình còn đâu làm gì nữa. Mình không còn làm bất cứ cái gì cho ai nữa hết á. Đó là một cái ví dụ thôi. Chứ còn mình cũng không còn làm chồng, mình cũng không còn làm mẹ, mình không còn bất cứ một cái việc gì để mình phải làm nữa hết. Như Lai và Thầy cùng có đủ hai đặc điểm này, không gây não loạn và không gây oán cừu. Tôn giả La Hầu La bạch Phật: cúi xin Đức Thế Tôn đừng nhập Niết Bàn. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót thế gian, trụ thế gian một kiếp, trụ thế một kiếp, để cho hàng trời người được thêm lợi ích an lạc, thêm nhiều chúng sinh được an ổn. Đức Phật dạy: này La Hầu La, Như Lai là chánh biến tri, biết rõ tường tận tất cả các pháp, ở trong thế gian được gọi là Phật. Chữ chánh biến tri nghĩa là vậy đó. Chánh là chân chánh, là đúng đắn. Biến là cùng khắp, tri là hiểu biết. Đức Phật là người có một cái hiểu biết cùng khắp ở các một cách đúng đắn về các pháp ở thế gian này. Để cái chữ chánh biến tri dịch là biết rõ tường tận tất cả các pháp ở trong thế gian, được gọi là Phật. Này La Hầu La, Phật pháp không sinh không diệt, không đến không đi, không thành không hoại, không ngồi không nằm, không hợp không tan. Vì sao vậy? Này La Hầu La, pháp an trụ như thế, rốt ráo không sinh, rốt ráo không diệt, rốt ráo
không rốt ráo, không tự tánh, tịch diệt niết bàn, không thể dùng ngôn ngữ để diễn bày. Đức Phật nói các pháp với cái nhìn mà đúng đắn thì không có gì sinh gì diệt hết. Thí dụ như cái chậu hoa này mình nói là mình mới cắt vô nó sinh, nhưng mà thật sự nó đâu có mới sinh đâu. Nó là sự tiếp diễn. Do những cái hạt mà nó đã ra rồi, nó rụng hạt, người ta lấy hạt, ta tiếp tục ta gieo. Thành thử với cái nhìn mà chân đúng đắn nhất á, là cái hoa này là sự tiếp nối chứ không có gì mới sinh cả. Cho nên mình mới nói, mình sư ông Làng Mai mới nói là thay vì mình chúc mừng sinh nhật á, thì mình nói là chúc mừng ngày tiếp nối. Tại mình đâu phải mới sinh, mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Rồi mai mốt thì con cái tiếp nối mình, mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Và nếu nói theo luân hồi thì mình tiếp nối chứ đâu phải mình mới sinh. Cho nên ví dụ mình nói là mình mới sinh năm nay, mới sinh đó là mình nói theo cái hiện tượng hiện tại vậy thôi à. Chứ còn mình nhìn sâu sắc thì không phải. Cho nên á, cái rốt ráo của nó là gì? Hay là cái rốt ráo là cái viên mãn nhất là gì? Đó là tịch diệt niết bàn. Cái chỗ này không thể dùng ngôn ngữ để diễn bày. Bây giờ có nói cách diễn đạt cách nào đi nữa mà nếu mà thứ nhất là chưa cảm nhận được nó, thứ hai chưa hiểu được nó, thì giờ ngôn ngữ có nói kiểu nào đi nữa cũng rất là rối, confused, không có hiểu hết. Trừ khi nào mình tự mình nhận chân ra được cái đó. Muốn nhận chân được như vậy phải có quán chiếu, phải có sống với nó. Sống với cái gì gọi là không sanh không diệt, không đến không đi. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh vậy. Khi nào mình thẩm thấu được nó, mình sống được với nó. Ví dụ như bây giờ mình thấy, mình nhìn cái đứa con mình, trời nó sao nó giống bà ngoại nó quá chừng luôn. Thì bây giờ mình thấy má của mình là bà ngoại của đứa cháu, đứa con mình không có chết. Má mình đang bây giờ đang được tiếp nối bởi đứa cháu. Trời bà già má tôi không ăn món đó, nhỏ này y chang. Thí dụ vậy đó, má tôi hay nói câu đó, giờ con bé này nó y hệt. Một bản sao. Cho nên mình là sự tiếp nối. Vì thế này La Hầu La, Như Lai không mang theo giới mà nhập niết bàn, không mang theo định tuệ giải thoát tri kiến mà nhập niết bàn. Tại sao vậy? Tại vì khi mình ở thế gian này mình còn lỗi lầm thì mình cần giữ giới, mình còn bấn loạn thì mình còn thiền định, mình còn chấp trước cho nên mình cần phải giải thoát tri kiến. Một khi mình đã an trụ được cái cõi tịch tịnh đó rồi thì có giới gì nữa đâu phải nói. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ ở nhà mình á, là mình còn ăn mặn với ăn chay, cho nên mình phải cất đồ nào đâu đâu để mình nhớ, để mà mình mai mốt mình cần ăn gì mình có, mình nấu, ví dụ vậy đi, hoặc là mình phân biệt. Còn bây giờ ở trong cái chùa này nè, từ ở chánh điện xuống cứ một cái góc nào nó không có miếng thịt, miếng mỡ, miếng nước mắm, đổ miếng mặn gì mà để mà có phải phân biệt hết á, thì cần gì phải nói, ê, coi chừng nghe, coi chừng đồ mặn dính vô nghe, ở cái thớt nào để dành ăn sắc đồ mặn, cái chảo nào để dành chiên tàu hũ, đâu có đâu. Mình không có một cái gì nữa thì không cần phải đặt để mấy vấn đề đó. Cho nên cái chuyện giữ giới, trì trai, thiền định là khi mình còn cái đó. Thí dụ thế gian mình, hiện tại chúng ta đây, chúng ta còn dễ phạm sai lầm cho nên phải giữ giới. Tâm mình còn loạn lắm cho nên phải ngồi thiền. Tâm mình còn rất khó an trụ cho nên phải tụng kinh. Một khi mình an trụ được cảnh tịch tỉnh rồi thì đâu cần phải đặt vấn đề nữa. Bây giờ quý vị và lên Tây Thiên á, quý vị ở trên đó, cái quý vị nói à, coi chừng mấy đứa nhỏ nó ra đường xe cổ nghe, đừng có cho nó qua chỗ đó ăn hàng nghe, không có đâu ăn. Cho nên nó lọt vô trong đó rồi là nó không còn một tiệm gì để mà nó đi ra nó mua nó ăn gì được nữa hết á. Không có xe cổ nào mà vô, thì khi nó còn bắt đầu phải làm những cái định. Cho nên Như Lai không mang theo định, không mang theo giới, không mang theo giải thoát tri kiến để vào niết bàn. Tại vì sao? Tại vì khi mình làm được những cái đó,
mình mới có được cái tịch tỉnh Niết Bàn. Mà có Niết Bàn rồi thì mấy chị không còn nữa. Cũng giống như người mất á, mình không có tới người mất, mình nói này hương linh, từ đây cho đến về sau hương linh không được sát sanh nữa, nghe không? Tại sao không nói vậy? Tại sao không nói vậy? Có còn gì nữa đâu mà vừa sát sanh, có còn gì nữa đâu mà trộm cắp. Bất quá là quy y Phật, quy pháp cho hương linh, chứ còn năm giới, một khi người đó chết thì năm giới không còn tác dụng. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, người chết họ đâu còn làm mấy đó, cho nên khỏi truyền cho họ năm cái giới đó. Thí dụ vậy đó, phải không? Đấy. Cho nên á, Như Lai, Như Lai không mang theo giới mà nhập Niết Bàn, không mang theo định tuệ giải thoát tri kiến mà nhập Niết Bàn. Tại Niết Bàn là cái nơi tịch tỉnh, vì đã giữ giới, đã có thiền định, có vượt tất cả mọi chấp trước mới được cái cảnh giới Niết Bàn. Vì vậy cho nên vào Niết Bàn rồi khỏi mang cái đó. Giống như có một người đó lên tới cửa thiên, cửa trời, gõ cửa, Thượng Đế hỏi ai đó. Nói dạ con là ai? Dạ con là Nguyễn Văn A. Cửa thiên đình đóng cửa, vô không được, đi về đi. Đến một ngày nào đó ông lên được tới cho nó hỏi ai đó. Dạ con là ai? Dạ con là Ngài. À, cửa mở. Tại sao? Không còn một khái niệm ta. Anh còn mang cái ta là con, là tôi, là cái gì đó, là ngã. Cho nên thiên đường hay Niết Bàn là một trạng thái khi tâm vượt tất cả mọi cái hình tướng chấp trước đó. Này La Hầu La, thầy đừng đau buồn, đừng quyến luyến, tất cả các hành đều vô thường, không nhất định, luôn luôn biến đổi, không có gì đáng mong cầu. Thầy hãy nhàm chán tất cả, buông bỏ tất cả, chỉ mong cầu giải thoát mà thôi. Này La Hầu La, đó là lời dạy của Như Lai. Đức Phật chỉ dạy Ngài La Hầu La, vô thường, không nhất định, không biến đổi, luôn luôn biến đổi, không có gì đáng mong cầu. Thầy hãy nhàm chán tất cả, buông bỏ tất cả. Ở trong cái điều kiện mà sanh về cõi Phật A Di Đà đó nha, người ta có điều kiện đó. Điều kiện gì biết không? Phải chán cõi Ta Bà mà thích cõi Tịnh Độ. Gọi là yểm Ta Bà, hân Tịnh Độ. Đó là cái quy luật. Trời đất ơi, anh muốn về Cực Lạc mà anh còn khoái cõi Ta Bà. Thôi về trển không có bánh xèo ăn à, thì thích bánh xèo ở dưới này. Không có bánh khoái à, thích bánh khoái ở dưới này. Không có bánh bột lọc, không có bánh nậm ở dưới này. Lên trên đó thì sao? Đã về Cực Lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì. Đêm đêm thông thả, ngày thì vui chơi. Không cần phải gì hết đó. Cứ việc mà sáng lấy lẳng đựng các cái giỏ hoa rồi cúng dường mười phương chư Phật, tới giờ về ăn cơm xong đi kinh hành. Cho nên cái điều kiện sanh Tịnh Độ là phải chán Ta Bà, thích Tịnh Độ. Mà sứ thân thôi, ví dụ bây giờ đi, mình muốn dọn quái Minh Tinh ở, ví dụ vậy đó. Muốn dọn về đây mà còn thích Kali. Dèo dẻ Minh Tinh ở mà cứ nói trời sao đây không ấm bằng Kali ha, ở đây không sướng như Kali, ở đây không có đồ ăn nhiều như Kali. Nếu mình thích ở đâu thì phải cái tâm mình nó phải chú vào đó. Nó mình đơn giản vậy thôi. Cũng giống như hồi xưa cô Pháp Tịnh á, cổ qua đây cái dẫn cô đi bác sĩ, thấy cổ bấn loạn quá dẫn đi bác sĩ. Bác sĩ ra nói với mấy người con, nói với má Du đi, nếu mà muốn ở đây với con cái là phải quên Việt Nam đi, phải enjoy với con cái đây chứ còn gì đâu mà lo nghĩ. Trời ơi, tới hồi phát hiện ra cổ đâu nhớ gì Việt Nam đâu. Biết tại sao cổ bị gọi là dứt đầu mà khủng hoảng gì không? Ghiền phim Tàu. Coi phim Tàu ngày đêm không ngủ. Thầy hãy nhàm chán tất cả, buông bỏ, chỉ mong cầu giải thoát. Những lời dạy trên của Đức Phật nhằm đưa tôn giả La Hầu La trở về với cái thấy chân thật
đồng thời cũng giúp cho 60 vị tỳ kheo và 25 vị tỳ kheo ni trong hội chúng dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát. Vô số trời người cũng nhờ đó mà xa lìa được trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 68.000 chư vị Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tất cả hội chúng đều hân hoan vui mừng tán thán rằng: Phật pháp không thể nghĩ bàn. Các vị Bồ Tát dùng hoa sen đủ màu rải trên người Đức Phật và đều phát nguyện rằng: Trong đời vị lai, chúng con cũng sẽ ra đời làm bậc thầy của trời người, cũng nói pháp Niết Bàn vô tướng là pháp vô thượng của thế gian, cũng bằng tâm đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Các vị Bồ Tát nói xong đều đứng yên lặng. Chỗ này có mấy câu để mình nói thôi. Đức Phật dạy đơn giản như vậy thì để làm gì? Cũng là giúp cho Ngài A Nan thấy được sự thật, cũng như tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đứng xung quanh đó cũng nghe được sự thật. Cũng giống như mình đến một cái đám tang vậy đó, mình tụng mình giống như cái đối tượng của người mất đó đó. Thường thường một cái đám tang mà của người trẻ đó thì có rất nhiều bạn trẻ sẽ đi. Thí dụ một đám tang của một em hai mấy 30 tuổi thì bạn bè cỡ cỡ đó đi đông lắm. Thì bây giờ mình mượn cái đối tượng. Đối tượng là mình khai thị cho người mất đó. Nhưng mà thiệt sự là xung quanh đó ta cũng hưởng luôn đó. Trong đó có câu gì biết không? Cuộc trần thế tấn tuồn ảo mộng, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Ở ngoài cái mộ phần đó đâu có thiếu người tuổi trẻ đâu. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đó mai không bền chắc. Nào nỗi bệnh nỗi già vướng mắc, nào chồng con ràng buộc thê nhi, có mấy ai xả dụng tương tùy, đổi tánh mạng tầm câu chân lý, đi theo cái đà đó để mình phát minh ra một việc. Thường thường á, mình đi theo một cái thí dụ bây giờ mình đeo đuổi một cái cuộc tình nào, mình ví dụ vậy đi, nhưng mà cuối cùng phải phát ra một, mình phải phát hiện được một chân lý. Bây giờ mình theo đuổi một cái người đó mà người đó không thương mình thì cuối cùng mình cũng khổ. Hay là cho dù mình với người đó có thương đắm đuối đi nữa thì cái cuối cùng là mạnh ai cũng phải nấy đi. Mình có một người rất là thân, thân dữ lắm luôn, nhưng mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Xả dụng tương tùy, đổi tánh mạng để tầm câu chân lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Như vậy nói xong thì nếu mà có 100 người trẻ đó, mà nếu mà chừng 50 người họ thấu thôi, mình cũng làm được một cái việc. Cho nên Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La, nhưng mà khai mở cho tỳ kheo ni đang đứng ở đó, để mà các vị đó hiểu được rồi. Thì khi hiểu được, các vị lìa được trần cấu. Trần là bụi, cấu là bẩn đó. Đạt được 6 pháp nhãn thanh tịnh, có được cái con mắt sáng để mà thấy các pháp. Rồi các vị tán thán rằng Phật pháp không thể nghĩ bàn. Phật pháp không thể nghĩ bàn. Phật pháp là gì? Lời dạy của Phật, là chân lý. Và bây giờ các vị mới nói một câu này rất hay nè: trong đời vị lai, chúng con cũng sẽ được ra đời làm bậc thầy của trời người, cũng nói pháp Niết Bàn vô tướng là pháp vô thượng của thế gian, cũng bằng tâm đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Cái câu mà bằng cái tâm đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Tại vì á, Pháp Hòa ví dụ ha, khi mình đi đến với người đó đó, tâm mình không hề có một mảy may lợi dụng họ. Mình thấy họ khổ mình giúp thôi. Mình đến đó bằng cái tâm của Niết Bàn. Thì á, mình giúp xong rồi mình có quay về mình đi, mình cũng ra đi trong Niết Bàn, là vì ngay lúc đầu mình đã đến như vậy rồi. Mình không có một cái mảy may gì muốn họ lợi dụng họ chuyện gì. Cho nên họ đáp, họ không đáp, họ chửi, họ thương bình thường.
Tại vì mình đến với họ bằng cái tâm Niết Bàn thì mình cũng đi bằng Niết Bàn. Cho nên cuộc đời này các vị Phật Bồ Tát các ngài nhập vào thế gian này bằng cái tâm đại Niết Bàn, để rồi các ngài nhập Niết Bàn. Anh không có cái Niết Bàn đó, anh nhập, anh trở về Niết Bàn không được. Ví dụ bây giờ các chuyện á, trong kinh kể á, mấy ông thần mà có bay bay được á, thần thông á, lúc mà đầu á thì tự trển xuống đây, xong cái thấy cái bụi dưới thế gian này, lấy tay quẹt ném một cái mất thần thông. Tại sao? Đó là nói cái sự là mình ném xong rồi là mình vì thích rồi đó, mình thích rồi đó. Cho nên cuộc sống á, nếu mà mình làm bất cứ việc gì, mình làm mà bằng cái tâm của cái tâm không dính mắc, thì mình sẽ đi về với không dính mắc. Thí dụ mình đi trong bụng mình dự trù rồi nha, nhớ đem theo vài cái bịch nha, lát người ta có cho gì mình đem về. Rõ ràng đi tới nhà người ta mà còn chuẩn bị tinh thần vậy đó. Tới hồi đi về người ta nín thinh, người ta không nói vậy, trời ơi đi về tức muốn chết. Mình có dự trù là sách mớ đem về rồi, giờ tới giờ về người ta không nói gì hết trơn. Đó. Chơi cái câu rất hay nha. Chúng ta để đến mình các ngài phát nguyện rằng á, bằng tâm đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Thì chúng ta hết cái phẩm thứ tư, mình sẽ dừng ở đây. Để hết khóa tu mùa hè rồi chúng ta trở lại học tiếp phẩm thứ năm. Cảm ơn đại chúng đã dành thời gian cho buổi tối hôm nay. Chúc đại chúng an lạc. Mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng